Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày oi nóng khó chịu ngay giữa mùa thu, cuối cùng thì Hà Nội cũng đã đón những trận mưa dông vào tối qua. Mặc dù lượng mưa phân bổ không đều, nhưng cũng có điểm đã ghi nhận được lượng mưa lớn, đơn cử như tại Láng và Hà Đông của Hà Nội. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lượng mưa đã lên đến xấp xỉ 100mm, gây ngập úng ở nhiều tuyến đường và khu dân cư. Cùng lúc thì mưa dông cũng tác động đến cả các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa và Nghệ An. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì bắt đầu từ chiều tối và đêm mai, thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên khu vực Bắc Bộ. Do tác động của khối không khí mát từ phía Bắc kết hợp với quá trình hội tụ trên các mực cao nên rãnh mây dông qua Bắc Bộ có điều kiện hoạt động mạnh hơn. Từ chiều tối và đêm mai thì mưa dông bắt đầu xuất hiện ở vùng núi, sau đó thì lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Theo nhận định thì đợt mưa rào và dông lần này sẽ duy trì cho đến tận những ngày cuối tháng, với thời điểm mưa chính sẽ là khoảng chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiều nơi trên khu vực thì sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Ước tính trong đợt mưa dông này thì lượng mưa ở vùng núi ở vào khoảng 100-150mm, có nơi trên 200mm, Trung Du và Đồng Bằng vào khoảng 50-100mm. Ngoài ra, do độ xáo trộn trong bầu khí quyển lớn nên trong mưa dông cần cảnh giác cao với khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong tháng cao điểm của mùa mưa. Ngoài những đợt mưa sắp tới thì trong những ngày tháng đầu tháng 9 thì mưa khả năng còn tiếp diễn trên khu vực. Do vậy, ngay từ bây giờ, người dân nơi đây, đặc biệt là tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Trung Du và ven biển thì cần lên phương án chủ động ứng phó với khả năng lặp lại các hiện tượng thiên tai khó lường như lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Dải mưa dông thì cũng tác động tới các tỉnh Bắc miền Trung, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Do nằm ngay sát dải mưa dông phía Bắc nên trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, nơi đây sẽ xuất hiện nhiều hơn những cơn mưa rào và dông vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong mưa dông thì người dân trên khu vực cũng cần cảnh giác cao với khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ phía Nam, đèo Hải Vân thì thời tiết không có nhiều thay đổi đáng kể. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì mưa dông chỉ còn xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối. Ban ngày sẽ vẫn có nắng, ít mưa, với nhiệt độ trưa chiều phổ biến dao động từ 33 đến 35 độ. Còn ở tại phía Nam, do gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu dần, nên trong 3 ngày tới thì mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chỉ còn xảy ra rải rác sau khoảng 16 giờ chiều, lượng mưa thì cũng không nhiều. Ban ngày thì phổ biến trên toàn vùng là ít mưa, khoảng nắng tăng nhiều hơn và nền nhiệt độ vì thế sẽ tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Nhìn chung thì thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam được nhận định sẽ trở nên thuận lợi trở lại cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân miền Nam trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, cần cảnh giác với khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Riêng tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, lưu ý từ ngày 29 sẽ có mưa rào và dông mạnh, cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, thì trong 3 ngày tới, mưa dông giảm hoàn toàn trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Thời tiết trở lại trạng thái ít mây, ngày nắng, gió Tây Nam giảm cấp và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Như vậy là thời tiết tại các tỉnh miền Bắc lại chuyển sang trạng thái mưa dông và đợt mưa này được dự báo sẽ còn kéo dài sang đầu tháng 9. Bản tin thời tiết của ngày cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.